cả mọi người nha. Hello, hello Ủa sao anh. sao Bữa có nay hùi ta? được rồi, bên này được rồi, bên này thấy cái rõ đó, bên này thấy rõ chứ không có sao đâu. Bên anh thấy tối hả? Vậy được rồi đó, khá là tốt. Ok. Ok vậy được rồi. Tới lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện đây thì mình mới thấy thảm, mà thấy thương cho cái người Palestine. Có nghĩa là như vậy là họ đã bị vây, và họ đã bị vây hãm mấy chục năm nay, và giống như kiểu này tôi nói là họ mất tất cả. Tới bây giờ điện nước cũng do thằng Hamas cấp, cái thằng Do Thái cấp cho. Họ má Có chơi nghĩa vậy, là nó nói một cách khác nó chơi như vậy đó. chơi vậy Chứ nó ghét hỏi anh bỏ thì đương nhiên là người ta phải có một cái sự gọi là mà tức nước thì vỡ bờ. không không Thì phải ông anh ở sao mà nhưng mà ông lại để người ta cúp nữa, nó vui thì nó mở nước cho ông xài, nó không vui đúng thì nó rồi, cắt nước ông. Ông giờ là ông quá dở, ông phải làm sao ở cho ông bởi vì tôi mới từ đầu anh nói tôi là phải chia, mà ở đó nó có một cái lãnh không hiểu tụ mà tài ba mà từ giỏi giống như ở Việt Nam mình thì còn gì đâu phải nói nữa. Nó khổ ngay, đã dở mà đã dở ở quân sự, đã dở về chính trị, mà để dở về ngoại giao luôn, nó là tất tần tật đều dở cả. Thành ra cái đất tội nước nghiệp thật, lúc nào cũng về rất là tội nghiệp, và rất là tội nghiệp vấn đề đó. Tôi nói khổ cái bà, mà cái ý tôi nói là nếu mà phương Tây mà như Mỹ thì đã xen vào dàn xếp vào cái chuyện đó thì phải đứng một cách là trung lập rồi, ông xong giải mà trung quyết lập thì ngay từ còn gì để phải đầu. nói nữa. Mà trung lập thì đâu có chuyện gì phải nói nữa, Đâu mà nó đâu có muốn, có muốn, không có muốn nó nha, muốn, nó chứ không nếu mà muốn muốn cho thì nên giải vì quyết chỗ được. đó, đúng rồi, khổ vậy. Thành ra bây giờ Bày ra đó là một cái vấn nạn, nó còn thâm, nó còn bày ra thêm, nó còn xúi thêm nữa. Nói vậy là nó ủ mưu, nó có nghĩa là thôi mình nói gì là các nước phương Tây ghê gớm quá. Thành ra cái sự mà chiến tranh của Do Thái và Israel thì hầu như là cái Palestine với là Do Thái hầu như cái đó cũng là nằm trong cái bàn tay của phương Tây. Họ muốn như vậy mà, thế ông muốn giải quyết thì họ muốn giải quyết, nó thẳng là như vậy. Bởi vì tôi nói thiệt là những cái đầu óc của mấy người da trắng này là kinh ghê, khủng lắm, nó thẳng sợ là lắm. như vậy. Mình chỉ Họ thấy tội nghiệp mà đa là toàn đa số người dân không đó, còn mấy cái thằng lãnh đạo thì mình không có bàn tới, bởi vì nó cũng quá sức tưởng tượng, nó thẳng là như vậy. Phải chi mà nó được một góc, một cái ngón chân của Bác Hồ mình thì thôi sướng quá rồi, rồi phải không? Hoặc là một tướng tài giống như rồi ông Võ Nguyên Giáp thì khỏi khỏi nói, đại tướng thì khỏi nói rồi. Còn ở đây họ toàn là bất tài, là vô dụng nè, rồi bị hệ lụy về, bị lệ thuộc và cầu cạnh, rồi nói chung là họ không biết làm sao họ ở một cái thế kẹt, có là họ không biết làm sao họ vùng vẫy. Cái thằng Palestine không biết làm sao vùng vẫy cả đó, nó khổ vậy. mà lần này đây thấy thấy đánh nhau như vậy là thấy làm như là bên Do Thái họ cũng đang cũng như là cũng lúng túng rồi. Nhưng Do mà Thái như thấy vậy thấy ra nè, họ thấy nó lúng như túng vậy á, mình cái khối Ả Rập bây giờ hiện giờ đang ủng hộ Palestine. thì nó ủng hộ chứ mà ngày xưa Do Thái họ giữ mình, tại vì ở trong đó đó, ở trong đó là họ là một mình, họ là chống lại khối Ả Rập là bao nhiêu lâu rồi, mà lần nào họ chống lại khối Ả Rập thì họ cũng đều thắng cả, tại vì cái quân đội của họ là coi như là bây giờ thiện chiến nhất thế giới, mặc dù quân đội ít nhưng mà thiện chiến nhất thế giới. Ý là mình nói thế này nào, nhưng mà lần này mình thấy là thấy có bộ là họ bị lúng túng, là tại vì thế này này, cái hôm mà họ nói là họ ra lệnh cho 1 triệu dân ở vùng Bắc của dãy Gaza là phải đi vào trong Nam, đặng nó táp đi cái miền Bắc Gaza, nó họ chỉ cho 24 tiếng thôi là bắt dân chúng phải di tản chỗ đó, tức là nó biểu là tất cả mọi thằng Hamas, thằng nào là nó đã là thằng Hamas rồi thì thằng đó là Hamas, lính Hamas 40.000, tức là nó nói tính táp đi là nó là 40.000 thằng. Nhưng mà thế này nè, mà đến từ cái hôm mà nó ra lệnh, thả trơn đơn ra lệnh người ta di tản mà biểu tấn công, và tới bây giờ họ chưa có cục Ê, dựa gì ê thân, con rảnh con gửi cầu lên chơi thằng này, nó có vẻ nó tham khảo về. Đúng rồi. Lên đi gửi yêu cầu để bố lên nói chuyện với bố chút. Tại vì ở đây nó có nhiều vấn đề mà nhiều khi bố quên á. Ngày xưa có một cái ông mà tôi nhớ mà quấn cái khăn rằn trên đầu mà hay chụp hình đó anh. Ông mới nói con gì? Ông Yasser Arafat, ông đó ông là ông của của PLO, Palestine. đúng rồi, ông là Palestine, nghe nó cũng giỏi lắm phải PLO, không? đúng rồi, thì ông là người đầu tiên mà, ông người đầu tiên là ông tạo ra cái mặt trận Palestine PLO đó, tức là
Palestine Liberation Organization, tức là cái đội hồi đó ông đánh đấm lung tung, rồi rồi ông tranh đấu rất nhiều, ông cũng thì ông đánh nhau theo cái kiểu ông biết, rồi cuối cùng thì ông Palestine họ được công nhận, PLO họ được công nhận là một tổ chức của đại diện cho người Palestine, rồi rồi họ có một ghế quan sát viên ở trong, là quan sát viên ở trong Liên Hợp Quốc, rồi họ có quyền nhận ngoại giao, họ có quyền nhận đại sứ, họ có quyền bổ nhiệm đại sứ những quốc gia khác, ai công nhận họ thì họ có quyền nhận đại sứ đấy. Ông nói là phong trào giải phóng dân tộc của Palestine, của PLO, là đúng rồi. PLO. Lên chơi vậy, lên chơi đi, tao buồn buồn quá, tao tính nhậu mà tao chạy ra còn ngoài cửa, cái xong tao chạy vô tao trốn luôn trong buồn luôn, đó bị rồi đó, buồn quá lai tim rủ Phượng lên nói dốc chơi rồi vậy vậy. Tính chịu quý lộn, có biết quý lộn thì nói chuyện quý lộn, chuyện quý lộn, mình quýnh sao không? Tao quýnh chứ mình quýnh thôi chứ. Thì đồng ý, nhưng mà tại vì mình xét người, mình xét người mình mới xét ta. Mình thấy bên kia lộn xộn quá, mà thiệt anh, thú thiệt anh đang ở Việt Nam nè, tôi đang ở Việt Nam thì tôi thấy mà không có chuyện gì để phải nói cả, bởi nó thanh bình quá, đâu có gì đâu, đâu có gì đâu phải nói, đúng không? Nào kiếm chuyện đó mà kiếm không ra, kiếm chuyện đó mà kiếm không ra, được, bởi nào bởi bởi vậy, anh nào quýnh quýnh chứ tôi đâu quýnh đâu, tôi nói buồn cười thế thôi. Mà thật là bạn thấy bây giờ mình thấy những người dân Palestine thấy đau khổ ghê, mình thấy bởi vì sao mình thấy đau khổ là bởi mình cảm nhận điều đó, mình cảm nhận được tội nước nước mình đã từng trải qua, tôi và anh đã từng trải qua chiến tranh, cũng thấy những người lính về chiến tranh nó tàn khốc vô cùng, cho nên vì đó mình cảm nhận được. Còn những cái lớp trẻ sau này họ chưa bao giờ mà đi qua chiến tranh thì họ mơ hồ biết là chiến tranh rất là khốc liệt, nhưng mà họ không thấy tận mắt, không thấy tiếng súng nổ, không thấy tiếng bom rơi, cho nên vì đó cái ý cũng nói là cái sự mà coi như là họ đau khổ, họ không bằng mình, giống như anh và tôi mỗi lần nói là sao nó bồi hồi và nó thương cảm, mà nó thành ra giờ mình tôi thì anh mấy bữa nay tôi thấy dân bà Palestine nó mới khóa kích vô cái bệnh viện gì nữa, mình xúc động, có nghĩa là cái mình thấy cái tội nghiệp, cái đầu tiên mình chữ giống như anh nói là cái đầu tiên mình xác nhận là mình tự thấy thương và tội nghiệp cái người dân đó, ngược lại mình thấy mình đất nước của mình Việt Nam mình đã trải qua cái thời kỳ đó rồi, cho nên vì đó mình mới cảm nhận được, mình đúng biết rồi được cái nỗi đau đó, nên thấy không? Cái của mình từ xưa như thằng Mỹ tỉnh cơ tỉnh bơ, từ xưa nó đâu có bị chiến tranh trong nước ở đâu, thành ra nó tỉnh bơ, anh nó coi nhưng mà nó coi nó không đặt nặng gì đó, nhưng mà những cái đất nước nào đã bị rồi thì tự nhiên người ta sẽ sợ, giống như con chim mà nó ở đúng nó ví dụ mà cây nào cong cong mà thấy giống cành cung là bỏ nó chạy đó là như vậy, cung cái chi điều nhưng mà đó là rõ ràng như vậy. Mình, thế thì thấy, không biết như thế nào mà nghe nó, nghe có người ta bình luận thì có lẽ là do Thái nó không dám bắn nữa, và nó không ngày xưa nó tuyên bố là nó sẽ xóa sổ Palestine khỏi mặt đường thế giới, nhưng mà bây giờ thì chắc không dám rồi, bởi vì như nghe nói là cái khối Ai Cập bắt đầu nó đoàn kết trở lại và nó chống lại thằng Thái, thành ra mà anh thấy rõ ràng không, họ anh nói đi. Ả Rập tức là họ không phải là họ chống, họ đoàn kết họ chống Do Thái không, mà bây giờ làm như là họ không có sợ Mỹ nữa. Ông tổng thống Mỹ đến đó mà nó không có tiếp, mà anh biết là nó coi Mỹ bây giờ không có, họ không có, nghe là ngày xưa thì họ sợ, ngày xưa đúng rồi, Ả Rập mà họ rất là sợ, rất sợ người Mỹ, lâu lâu cái buồn buồn gửi cái tòa, ông biết là mới đánh nhau chút xíu là gửi hai cái hàng không có hạn tới, gửi bác người lính tới làm gì, lúc ta đánh nhau anh không, anh không can, anh là thôi anh lấy gì lửa anh đổ vô. Ủa mà thiệt mấy ông người Mỹ, nhưng mà theo cái suy nghĩ hạn hẹp anh à, theo cái suy nghĩ hạn hẹp của tôi, cái công này nó không phải là do cái nhà nước Palestine mà do của Nga đó anh. Mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ, tôi linh tính, tôi linh cảm là hình như là như vậy. Có một anh chàng gì đó ở nước Nga hoặc là ở Trung Quốc đại khái như vậy, mặc dù người ta không nói lên, không nói từ ngày chiến tranh xảy ra ta không nói bất cứ cái gì cả, nhưng mà cái sự hiện diện của họ ở đó thì theo tôi thấy nha, hình như có một cái bàn tay vô hình nào của hai quỷ đó đó, tôi nghĩ là vậy thôi, không biết trúng trật. Thì tại là thì điều rõ ràng đó là từ họ từ lúc mà đánh nhau ở bên Do Thái á, tức là thằng Ukraine là im re không có thấy nói gì nữa,
tin tức ở đây là coi như nó bỏ bạch. Rồi nó bỏ rồi họ bỏ nói rồi nó bỏ đấy tôi nghĩ là bỏ rồi đó. Đây là nó một một y cái hoàn cảnh bây giờ nó y chang như ngày xưa mà Mỹ nó bỏ rơi Việt Nam Hòa, cũng cái ngày Việt Nam Hòa mà khi mà ta hàng thì nó cũng có một chuyện Trung Đông xảy ra, anh nhớ không? Đó cho nên vì đó nó chộp Trung Đông nó bỏ gì ra là khái mình nôm na mình đi, còn cái chuyện chi tiết mình không bằng cần bàn nữa. Và cái sự kiện bây giờ nó cũng giống y chang như ngày xưa vậy, khi ra chiến tranh Ukraine với Nga đang tới hồi cao trào xong viện trợ y xèo đùng cái bên Trung Đông nó cũng bùng lên là nó bỏ bài này, nó cũng chạy vào Trung Đông nữa. Nó một cách khác á, về cái mặt vấn đề kinh tế và vấn đề dầu mỏ về lợi nhuận thì cái thằng Trung Đông nó lớn hơn thằng Ukraine. Đúng rồi, tại vì đó nó bên kia nó là dầu kho hóa không dầu mà nên vì đó là nó có thể bỏ bằng Ukraine. Và ngày xưa chiến tranh Việt Nam nó cũng y chang vậy, tình tiết nó làm ra ná giống nhau vậy, đại khái là như vậy. Ok anh. Cái lần lần này đó thấy là tôi thấy là ông tổng thống Hoa Kỳ mà ông qua bên đó là ông qua đó có tối thứ tư sáng thứ tư ông qua bên đó tối thứ tư ông về, cái nhà đó tức không là tiếp mà nó không không tiếp không mà. Tiếp cho ba thằng nó không tiếp, không có nào tiếp, không, chủng tiếp đủ dã man thật. Chứ ngày xưa mà anh biết bây, không, bây giờ nó chua nó nó hết sợ rồi, không nó hết sợ rồi, nó nó không sợ là nữa. ba thằng nó không tiếp, thằng Jordan thằng Ai Cập như là ông thằng thằng cha PLO không tiếp, tại vì thì chắc là nói thì nói như vậy để anh hiểu là hiện giờ cái thế giới nó đã thay đổi rồi, nó thay đổi theo kiểu lưỡng cực rồi, chứ nó không còn độc tôn nữa, cho nên vì đó nó có một sự mình không biết nói làm sao, nhưng mà thấy là bây giờ mình thấy rõ ràng họ không còn sợ Mỹ nữa là đúng, rõ không ràng. sợ đâu, Mà không 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 sợ. cái mà tôi thương cảm nhất là dân chúng, tôi thấy dân chúng của Biden tham tôi thấy tội quá. Anh thấy là như là thiệt, anh thấy mà ngày hôm nay họ mở cái biên giới ở bên ở phía nam đây, ở cái khu phía nam mà sát biên giới với Ai Cập thì bao nhiêu nguyên một đoàn xe cam nhông, tôi nghĩ là phải mấy trăm chiếc dài thế này mà họ chở hàng đến đó để tiếp tế, chở nước, anh đấy mà đâu có nước đâu, phải Khổ. chở nước Ôi. Rồi chở chở thức ăn rồi chở dầu đến cho mấy mấy, mấy người mà nó không bịt thì nó không 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 có cho vào, tại vì ông vào anh biết nó sợ lắm chứ anh, nó Do Thái mà nó vây rồi, nó biểu mà mày mà nó biểu là nó bao vây rồi mà mình chở nó đoàn xe nó mà đi vô là nó bắn máy bay của nó thả cho mấy quả bom còn khổ nữa. Thành thử ra Bởi là vậy nó bây giờ đến ngày hôm nay đó thì nó mới cho khoảng chừng được 2 chiếc xe, 20 chiếc, mười mấy chiếc, 20 chiếc, tôi chở nghe nước có đó, chở thức ăn nước emergency. Thấy thấy tôi, mình thấy, thấy thấy không hiểu, anh thấy họ công nhận là họ kỳ thị cái dân, cái người da trắng đó. Họ rất là kỳ thị cái người Hồi giáo, đặc biệt là cái người Hồi giáo Palestine, họ coi thường quá, họ cũng rất là coi thường, tại vì khổ nếu ghê. mà họ kính trọng họ, nếu mà họ mà thiệt ra mấy ông da trắng thì thằng mẹ là ngoại trừ mấy ông da trắng với nhau thôi, chứ còn thằng mẹ nó cũng coi thường cả, chứ chẳng phải là thành viên Hồi giáo Đúng đâu. rồi. Hồi đó năm 1945 nó coi Việt Nam ra cái gì ấy, Ra ra cái gì đâu. Nó đâu có ra cái gì đâu. Hồi năm 1955 nô lệ nó coi mà Việt Nam thuộc cái cái gì? Một trăm năm năm 1955 Mỹ nó coi Việt Nam ra cái gì ấy? Nó không thành coi là cái gì thành cả. Thành thứ là mình phải hiểu là thiệt là có lỗi thì cũng chẳng phải là nói về trách ông Palestine ông yếu rồi trách ông Do Thái ông giữ, nhưng mà không phải, lỗi là lỗi mấy ông da trắng coi thường kỳ thị Đúng chủng rồi, tộc chính anh, xác, kỳ thị đúng rồi chỉ có thì kỳ chúng thị, ta thành thử ra là mới cư bởi xử như vậy vậy thôi. suy cho cùng mình đang ngồi yên vị tại đất nước này thì mình mới thấy thấm thía 40 chữ mà Bác Hồ, 5-6 chữ gì đó tôi không nhớ, nhưng mà cái điều Bác Hồ nói rồi, độc lập Tự tự do do mới hạnh phúc, đúng rồi, không thế bị rõ ràng chính xác một độc trăm lập tự phần trăm và không thể nào thay cãi được, không thừa một chữ, không thiếu một câu, mình anh chỉ thấy cần rõ như ràng vậy không? Độc lập Chứ đến cần tự do như vậy thôi. Mà trong khi đó mình nghĩ lại bên Trung Đông và các nước khác hiện giờ đang có sự dây mơ rễ má và đang trực chờ bên bờ vực chiến tranh, Nam Hàn, Bắc Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Liên Xô, Ukraine, Trung Đông, Á Rập, Do Thái, thế toàn là một sự bất ổn đoàn, trong khi đó nước mình bình yên như vậy. Đó là một bài lãnh đạo quá hay, thực sự quá hay.
anh ở bên đó thì anh nói anh ở đó thì anh nhìn thấy như vậy. Tôi ở đây này, anh biết không, tức là tin tức ở đây là xã hội bây giờ họ rất là rúng động, tại vì chính phủ họ làm sao thì họ nghe vậy, tivi họ nói sao thì mình nghe vậy, tức là bây giờ là mình, cái người Mỹ này là nó họ, họ đang dính líu vào những cuộc chiến tranh rất là Mà rõ ràng đúng đúng mà chắc, cái nhưng mà nó có cái người này dân nữa của nè, họ ấy. giống như loạt báo tôi thấy nó lây lan, mà lây lan theo kiểu gián tiếp, nó buồn cười chứ, giống như kiểu hôm qua sáng nay tôi gì đọc có nghĩa là cái chiến sự đó là chiến sự Đúng. Trung Đông, cái người dân Palestine với là người Do Thái quýnh tàu Trung Đông, Đúng rồi. nhưng ở trong đất nước Đất Mỹ nước Mỹ thì cái nó thằng cũng này lưu nó lưu ăn theo, theo đúng rồi, ăn theo. Rất là nhiều. nhỏ mà Đúng mất 16 tuổi à. rồi, À, nó sẽ nghe nói là muốn xỉu luôn, anh thấy rằng có nghĩa là nó giống như mình thấy mình sợ luôn, có nghĩa tôi là không ở trong sợ. lòng nước Mỹ mình không Cái hiểu nó thế nào tinh thần kỳ thị. Tinh thần kỳ thị cái người da màu. Mấy ông da trắng kinh là khủng. ông bị cái vụ đó, người không phải là người da trắng ông coi thường lắm, có cái giá trị của mạng. Tại vì vậy thành thử ra khi mà họ không có giải quyết cái chuyện Palestine là ngay từ đầu, mấy ông Do Thái tức là toàn toàn là người da trắng không, lúc ban đầu là họ có bao nhiêu mấy thành thử do da trắng với da trắng với nhau mà ăn bò lắm chứ phải không đấy. Rồi, còn mấy ông Palestine là người da màu nói tiếng đạo hồi, thành thử ra nó họ rất là coi thường họ cư xử. Tại vì vậy tới bây giờ nó họ họ coi thường, thành thử ra rồi họ bị chèn ép thì nó làm Đúng người rồi, mình càng ngày nó càng yếu đi. nó mới xảy ra cái chuyện khủng bố. Khủng bố là do Đúng rồi, nó tại vì khủng nước bố, tất nhiên là nó bí bích và sao. Bây giờ tụi mình nói vậy là mình không bao giờ mình dùng cái từ, anh với tôi không biết sao, cho còn theo tôi là cái chữ khủng bố tôi không chấp nhận được, là bởi vì giống như kiểu như ngày 9 tháng 11, ngày 9 tháng 11 tức của thằng Biden ở cái thằng Bin Laden mà nó chỉ chơi một phát đó. Đó cũng là một cái, bởi vì nước Mỹ nó quá nhiều kẻ thù, và tại làm sao nó có kẻ thù, tại làm sao Việt Nam không có kẻ thù mà thằng Mỹ lại có kẻ thù. Anh thấy không, anh chàng này là chuyên môn chọc ngoáy không cho thế giới bình yên, để chi, để lấy không lợi. Anh về tất cả mọi thứ anh đều gom góp vô, và anh muốn làm được như vậy là anh phải chọc ngoáy. Thế thì những cái nước mà gọi là cuồng tín, rồi những người nào mà họ bị chèn ép mà nhá, hại như dân tộc Palestine bây giờ, thì họ sẽ có một sự suy nghĩ khác của mình. Họ đọc và họ có vẻ tính cách là họ cuồng mãnh nổi, là giống như kiểu như là họ, những người thường như tôi và anh đâu dám làm mấy cái chuyện đó, đúng rồi họ là sẽ là họ làm, họ đúng làm họ bỏ hết tất cả mọi cái, họ hy sinh theo ý ngọn họ hy sinh. Thì ở phía Mỹ họ lên án những người đó là bọn khủng bố, nhưng mà tại sao mình không đặt ngược, như là mình đứng trên phía, rồi. mình phải nhìn lại, mình đứng phía bên kia một chút xíu, mình nhìn lại coi tại làm sao họ làm như vậy. Không, nhưng mà nước Mỹ thì không không cần phải nhìn, không cần phải nhìn, em mày vô tao mày làm, mình là mày có tội. Cũng giống như kiểu là ở đất nước Mỹ không bao giờ có cái từ tham nhũng, mà chỉ có đất nước khác thôi, đất nước Mỹ là ủng hộ ủng hộ đó, vậy đó, khổ vậy đó. Thành ra nhiều khi mình cũng thấy, mình thấy thương dân tộc, những cái dân tộc áp bức bây giờ mình mới hiểu được khi họ bị áp bức thì nó như thế nào, và hơn cho mình, hơn cho đất nước mình thì có một cái sự lãnh đạo khéo léo tài tình, phải công nhận điều đó. Và mình nhắc lại một lần nữa là độc lập tự do hạnh phúc, cái câu nói của Hồ không chạy vào đâu được, nó không không sai một từ mà có một chữ, rất là hay. không không có dư Anh mà để không nghe, thiếu, đủ như vậy không bà dư mà ơi, không thiếu đủ như luôn. vậy để cho Chứ anh ta nghĩ coi nghĩ nè, ngay bây giờ giữa Nam Hàn và Bắc Hàn cũng à, có một cái tư thế, bởi vì nó vẫn có một tư thế là sẵn sàng chiến tranh, bởi vì ta không có hòa bình, đâu có ký hiệp ước của mình đâu, kể cả Trung Quốc và Đài Loan cũng y chang như vậy. Nói chung là nó chờ chặt, nó vờn nhau, nó bục nhau à, khổ vậy. Rồi thằng Palestine, rồi thằng Nga với thằng Ukraine, rồi thằng nói chung là tất tần tật ở, nó xáo trộn một cách mà thấy khủng khiếp luôn. Cái xã hội bây giờ là nó một cách khác là bất ổn rồi, thậm chí trong lòng nước Mỹ hiện giờ những cái giây phút gần đây, mấy tháng gần đây anh thấy nó rõ ràng, nó sang xáo trộn rồi, vỡ nợ rồi, cướp giật rồi, bắn nhau rồi, xả, nói chung là hầu như toàn lộ rồi, thậm chí nó còn tệ hại là vào những cái hàng đi ăn cắp thức ăn, đi ăn trộm đồ, phá những cái trời ơi, nó có nhiều cái được. Mình không thể nào mình kể hết được. Là anh nói đi. cái thằng bé mà tôi nghĩ là chắc cuối tuần này thể nào là họ cũng tổ chức một cái
để truy điệu, để đám tang, là đám tang có thể là biểu tình, có thể là biểu tình. Nhưng... phải có chứ làm sao mà họ chịu nổi anh? Đúng rồi. Mà phải có chứ. Bây giờ tôi nói nghe, nó có những cái người nó bệnh hoạn, mình phải nói cái đầu óc của người Mỹ nó bệnh hoạn, nó bệnh hoạn đến mức độ mà con già gần 60 tuổi rồi, mà thằng phải chi cái thằng đó thanh niên không á, nó cái 6 tuổi à, nó thậm chứ nhiều khi nó ỉa thì chưa biết chủ đích nữa, vậy mà tàn nhẫn nuốt rồi vậy. Anh thấy nào, đây là một cái sự gián tiếp, đó là cái chiến tranh kia nó gián tiếp mà lôi vào trong nước Mỹ vào, như là đầu lai anh đã nói đó, họ đã có mấy trăm người kéo vào Nhật và Quốc hội để mà yêu cầu Mỹ để mà bỏ tay, để khái là kêu Mỹ can thiệp vào đó, thì cũng là cái ước nguyện của họ đã định muốn cho không có chiến tranh nữa đâu. Thì nó cho đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, đầu dây bối nhợ cũng là anh Mỹ, thế thôi. Thấy không biết để cuối tuần này coi cái đám ma của bên của thằng bé là thế nào. Thì lúc mà nó vui, người ta vui vẻ đó thì mình không có biết, nhưng mà đến khi mà người ta tức giận lên, có những cái tính xấu người ta nó lòi ra. Như là khi mà có cái chuyện những cái lúc thế này, mình mới thấy là cái sự kỳ thị, cái sự coi thường mấy dân da màu, từ như mấy ông da trắng, họ không biết tại sao kỳ, họ không hiểu ấy, mình hiểu tại sao là họ lại có cái đầu óc mà phải coi thường mấy da màu vậy. Mình ở đây với họ mà mình biết họ có cái đó mà không biết. Ê, nó từ đâu thứ nhất ơi, mày để mấy ngang nghe, thứ nhất nó từ đâu mày để mấy ngang, mày để mấy ngang nghe.